Thưa quý khán giả, năm 2023, thị trường xuất khẩu truyền thống của các doanh nghiệp liên tục quản quỹ đơn hàng. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng về mặt kinh tế mà ở góc độ pháp lý còn gây ra nhiều rủi ro, làm tăng khả năng phát sinh tranh chấp. Đây là thông tin được các đại biểu đề cập và quan tâm tại hội nghị quốc tế nhận diện các vấn đề khó khăn trong thu hút đầu tư và giao thương quốc tế tại đồng bằng sông Cửu Long diễn ra sáng nay tại thành phố Cần Thơ. Thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài, 6 tháng đầu năm 2023 của 13 địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long là 48 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 551 triệu đô la Mỹ, tăng khoảng 37% về số lượng, 32,45% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, tỷ lệ tranh chấp liên quan đến hợp đồng ngoại thương, đầu tư có xu hướng tăng qua các năm và tính đến năm 2022, tỷ lệ tranh chấp có yếu tố nước ngoài đã đạt gần 30%. Cản trở hiện nay là việc chồng chéo giữa các văn bản luật hiện hành, điều kiện kinh doanh, hợp tác cần minh bạch hơn. Sự chồng chéo, cái sự xung đột, cái bất nhất trong hệ thống văn bản pháp luật thì đang trở thành một cái trở ngại rất lớn cho chúng ta. Cho nên cái việc tiếp tục hoàn thiện cái hệ thống các cái thể chế, trong đó có cái việc đồng bộ hóa các cái quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, liên quan hoạt động đầu tư và thương mại quốc tế thì đang là vấn đề hàng đầu cần phải được đặt ra. Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho rằng, mặc dù giao thương quốc tế và thu hút đầu tư của vùng đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được nhiều thành tựu trong thời gian qua, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, nhưng vùng vẫn đang và sẽ đối mặt với các vấn đề khó khăn thách thức của quá trình hội nhập. Do đó, cần quan tâm hoàn thiện chính sách và khung pháp lý để tháo gỡ những nút thắt cản trở sự phát triển. Về cái thu hút đầu tư, thì hiện nay cái cơ sở pháp lý nó cũng rất là khó. Đặc biệt là cái nguồn ODA hiện nay rất lớn mà nó vướng cơ chế song phương của hai nước. Rất là khó thủ tục pháp lý. Thì cái này cũng là một cái điều mà cũng mong hội thảo cũng quan tâm. Và cái thứ ba nữa thì cũng mong là hội thảo quan tâm là về cái cơ chế thu hút FDI và cái ODA trong thời gian tới cho Việt Nam cũng như đồng bằng sông Cửu Long. Và cái thứ tư nữa thì cũng mong rằng cái hội thảo chia sẻ cái cơ sở pháp lý về trong nước cũng như quốc tế để giúp chính quyền của 13 tỉnh đồng bằng cũng như các cái doanh nghiệp làm sao tiếp cận, đặc biệt là làm sao tham mưu giúp được cái chính phủ và các bộ ngành tháo gỡ được những cái cơ sở pháp lý này thì sẽ tạo được cái động lực cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước nói chung. Tại hội nghị, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Cần Thơ cùng Hiệp hội các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp, giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực pháp lý, phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong khu vực, thu hút thêm nhiều nguồn vốn đầu tư chất lượng cao.